tán tròn đẹp. À. Cái này một thân ở dưới này nó gốc nó là một thân, sau nó lên nó thân bụi à? Khoảng 25 phân thì chia làm hai cành. Đây, gốc này là một thân quý vị nhá. Gốc khoảng 7 phân. Đường kính là 7 phân này. Đúng rồi. Trống này thôi nhưng mà dưới này còn củ. Mình trống này để cho nó chắc. Nó lên khoảng từ gốc này lên chỗ trẻ đấy. Gốc lên khoảng 20-25 phân. Khoảng 20 đến 25 phân này. Sau đấy là chia cành và tán của nó xòe rất là đều nhé. Tán cân đẹp. À. Đúng đào bích luôn. Cây rất là đẹp này. Đợt này nó đang lúc mất hoa đúng không? Đúng rồi. Đợt vừa rồi hoa rất là nhiều, rất là thơm nhé. Chuẩn bị bật lộc. Khi rừng hoa thì bắt đầu là bật lộc. Thế cây mộc thì người ta bảo là mộc hoa vàng với cả mộc hoa trắng như nào anh? Đúng rồi. Vâng. Mộc hoa vàng nó là đây là dạng hương đấy. Vâng. Còn mộc kia của nó thì nó không thơm mấy. Thế đây là mình là hoa vàng đấy. Đây à? Ừ. Hoa vàng là thơm hơn đấy. Đúng rồi, nó là mộc hương. Còn cái mộc vàng kia thì nó khác. Thế còn mộc kia là hoa nó ít hơn, không thơm và lá bong. Ở trong vườn thì là toàn là mộc hương ta đúng không? Đúng rồi. Vâng. Em thấy là trên mạng với cả mọi người cứ nói là mộc ta với cả mộc tàu ấy. Đúng, chính xác. Thì hai cái loại đấy thì nó phân biệt bình thường như thế nào nhỉ? Bình thường là cái mộc tàu kia thì là hoa nó không thơm, ít hoa hơn và hoa lá nó nhiều hơn đúng không? Lá to à? Lá to hơn. À, như vậy là cái lá to hơn. Mộc tàu là nó ít hoa mà hương thơm. Lá to hơn, hoa không thơm. À, hoa không thơm á? Hoa không thơm mấy đâu. Hoa dí mũi sát vào nó mới có mùi. Còn đối với đi qua cái là có mùi luôn. Đối với cái loại hoa mộc tà này thì thấy là hương chuẩn đi qua là hương thơm ạ, thấy ngào ngạt rồi. Ừ, đi qua cái là có mùi nhưng mà cái mộc kia là phải dí sát mũi vào. Ủa. Mà hoa nó ít lắm, nó không có nhiều đâu. Các bạn hãy chia sẻ và đăng ký kênh để như vậy là cái cây mộc này là đường kính gốc của nó là 7 phân đúng không? Và cái thoát của nó là tầm khoảng 20-25 phân. Cao khoảng 3 mét nhá. Cây này anh đang ủ ngoài đất đúng không? Dễ. Vâng. Có nghĩa là mình thỉnh thoảng mình thay đổi vị trí của nó. Vâng. Tán nó cân nữa kìa. Cái tán này to nhỉ? Tán này rộng chắc phải mét rưỡi. Mét rưỡi. Vâng. Đây, tán rất là rộng này. Đấy. Tán rất là đều nhá. Đều bốn hướng nhỉ. Cây này muốn nó đẹp thì chọn mình phải thay đổi vị trí của nó. Để mình xoay mặt nó đi. Cây này bây giờ nếu mà giá thì nó khoảng bao tiền anh? Nếu mà giá mua ấy, bây giờ anh bán nó khoảng bao tiền? Cây này mình giao lưu khoảng tầm 10 triệu. À. Vâng, cây mộc hương này thì nếu mà bạn nào mà muốn mua giao lưu với anh Hòa thì với cái giá là 10 triệu nhé. Anh 10 triệu các bạn nhé. Báo giá là 10 triệu với cây mộc hương này. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh. Bây giờ anh xem là có cây nào nữa không nhỉ? Cái loại nhỏ nhỏ hơn một chút này. Giá cây này thì giờ là anh đang định giá lắm, giao lưu là 10 triệu các bạn nhé. Vâng, để đi xem một số cái cây khác nhé. Cây có cây nhỏ hơn đi. Đâu, anh chỉ xem cây nào. Đây. Vâng. Đây rất nhiều này, anh rất là nhiều. Có một loại mình đang ủ để tạo dễ tôm để chuyển đây vị à? Trí trồng. Cây này là cây bụi đúng không? Đây, cây bụi ba thân này cũng rất đẹp. Tán cũng to đều, cân.